Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Văn phòng tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố trao quyết định điều động bổ nhiệm tránh văn phòng tỉnh ủy. Tới sự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã trao quyết định số 1626 Ngày 29 tháng 7 năm 2019, có ban thường vụ tỉnh ủy về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức Tránh Văn phòng tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 8 năm 2019 đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới đồng chí tránh văn phòng tỉnh ủy sẽ cùng với tập thể cán bộ công chức văn phòng tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết gương mẫu sáng tạo phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhất là trong tham mưu giúp việc cho thường trực tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy trong tổ chức điều hành công việc ra chủ trương nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và xây dựng đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh